Thì hôm trước là mình đã vào cái chương máy điện và bắt đầu qua xong cái phần mình đã đi xong cái phần nội dung là phần máy biến áp rồi. Thì bữa nay mình tiếp tục qua cái phần mục số 2 là về cái máy điện thứ hai là cái động cơ không bằng bột. Thì trước tiên nói về khái niệm động cơ không bột, nó là một cái máy điện xoay chiều, máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Rồi, nó có đặc điểm là gì? Tốc độ quay của rotor khác với tốc độ quay của từ trường. Rotor mình gọi tốc độ quay là N, thì tốc độ quay của từ trường là N1. Thì cái loại máy điện xoay chiều mà làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ có tốc độ quay của cái rotor khác tốc độ quay từ trường thì nó gọi là máy điện không đồng bộ. Không đồng bộ có nghĩa là có sự sai lệch giữa tốc độ của rotor này với tốc độ của từ trường, nó gọi là không đồng bộ. Rồi, thì đó là cái khái niệm. Mấy em có thể ghi vắn tắt cái khái niệm, ghi cái khái niệm này vào cho mấy em. Máy điện không đồng bộ là hoặc động cơ không đồng bộ ha. Mấy em có thể thay chữ máy điện không đồng bộ bằng động cơ không đồng bộ cũng được. Mấy em thay bằng chữ động cơ không đồng bộ đi nhé. Động cơ không bộ là máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ có tốc độ quay của rotor khác với tốc độ quay của từ trường. Do có sự khác nhau vậy nên nó gọi là không đồng bộ. Rồi, thì cái động cơ không đồng bộ này nó làm việc nó có tính chất thuận nghịch. Thuận nghịch. Thuận nghịch có nghĩa là gì? Nếu mà mình cấp điện vô cho nó thì nó sẽ là cái động cơ nó chạy ha. Cấp điện vào thì nó sinh ra cơ năng ở cái trục động cơ. Ngược lại, nếu mình cấp cơ năng vào trục của nó thì nó sẽ phát ra điện. Thì nó gọi là làm việc có tính chất thuận nghịch. Nó vừa có thể làm động cơ, vừa có thể làm máy phát điện. Cái động cơ không bộ này rất phổ biến ha. Các cái loại động cơ ví dụ như bơm nước rồi quạt máy, các động cơ ở trong các cái máy, các cái thiết bị ví dụ như là máy giặt này, rồi tủ lạnh, nói chung các cái thiết bị mà có sử dụng động cơ thì hầu hết là nó dùng động cơ không bộ này. Rất là phổ biến ha. Trong như là trong trong cái dân dụng hàng ngày thì cái loại động cơ không bộ này rất là phổ biến. Thì đó là cái khái niệm ha. Rồi, nói về cái máy phát thì cái này thì mấy em cũng không cần ghi đâu. Thì cái máy phát thì nó đối với cái máy phát không đồng bộ thì đặc tính nó làm việc nó không tốt. Không tốt có nghĩa là gì? Nó phát ra điện nhưng mà cái điện năng nó chất lượng nó không tốt ha. Thì nói đơn giản là điện năng chất lượng nó không tốt. Còn cái động cơ không bộ thì cấu tạo nó đơn giản và giá thành nó rẻ, làm việc tin cậy được sử dụng nhiều trong sản xuất và trong sinh hoạt. Thì đối với cái máy điện không bộ nó có hai loại là máy phát và động cơ. Thì thường người ta sử dụng nó ở chức năng là động cơ ha. Ít khi người ta dùng máy phát không đồng bộ. Thường thì người ta sẽ sử dụng là ở chế độ động cơ ha. Nên máy điện không đồng bộ thì thường mình khảo sát nó là cái động cơ nhưng mà Rồi, tiếp theo mình đi vào cái phần cấu tạo ha. Cấu tạo của cái động cơ không đồng bộ thì đây là hình ảnh ha. Người ta tháo rời một cái động cơ. Cái động cơ này là cái động cơ giống như cái động cơ của cái bơm nước á, cơ bơm nước. Tháo thơ rời nó ra nhiều bộ phận như này. Thì mình sẽ đi vào chi tiết cấu tạo các cái bộ phận. Nè, đây là một cái động cơ của cái quạt máy ha. Quạt máy. Đây cũng tương tự ha. Nó là cái động cơ của một cái động cơ không đồng bộ ha. Loại này là cái loại nó có gọi là động cơ rotor dây quắn ha. Thì mình sẽ đi vào chi tiết nó sau. Này một số cái hình ảnh giới thiệu cơ bản. Thì cấu tạo nó gồm có các cái phần sau đây. Thì mấy em có thể vẽ cái sơ đồ này vào giúp thầy. Cái chỗ này mấy em có thể sửa thành chữ máy điện không đồng bộ, mấy em sửa thành chữ động cơ không bộ cũng được ha. Thì động cơ không bộ nó gồm có 3 phần chính. Phần tĩnh còn gọi là stator. Stator là viết tắt tiếng Anh ha, viết tiếng Anh của cái từ là cái phần tĩnh ha. Dịch từ tiếng Anh ra là phần tĩnh. Rotor là phần quay và vỏ máy. Rồi thì trong cái phần stator đó, phần tĩnh đó, nó sẽ gồm có hai phần.
Phần tĩnh nó gồm có lõi thép và dây quắn. Rồi phần quay rotor nó gồm có lõi thép và dây quắn. Rồi thì trong cái phần dây quắn rotor thì này phân làm hai loại là rotor lồng sắt và rotor dây quắn. Thì mấy em vẽ cái sơ đồ này vô giúp thầy ha. Này là cái sơ đồ tóm tắt về cái cấu tạo của nó. Sơ đồ tổng quan ha, là cái cấu tạo của cái động cơ không bộ. Thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái bộ phận cụ thể ha. Nhưng mà trước tiên thì mình vẽ cái sơ đồ này vô trước giúp thầy. Mấy em vẽ cái phác họa thôi, không cần phải kẻ cái khung đâu ha. Đằng nào vô sau nhớ tắt mic giùm thầy. Em vẽ cái mô hình này mấy em không cần phải kẻ từng cái ô vuông đâu, mấy cái khung ở ngoài đó. Mấy em vẽ nhanh thôi ha, ghi chữ rồi gạch mấy mũi tên ra các cái ý tương ứng thôi, đừng có kẻ khung là mất công. Thì đây là cái sơ đồ cấu tạo tổng quan ha, của cái động cơ không đồng bộ. Mình sẽ đi chi tiết vào từng cái phần này. Đối với các cái máy điện thì lúc nào nó cũng sẽ có cái phần lõi thép và dây quắn nha mấy. Hôm trước cái máy biến áp mình cũng vậy ha, có lõi thép, lõi thép bằng thép kỹ thuật điện ha, rồi dây quắn là dây điện từ ha. Thì đối với động cơ cũng vậy ha, máy áp thì nó có loại thép rồi dây quắn sơ cấp, dây quắn thứ cấp ha. Còn động cơ thì nó lại phân làm phần tĩnh, phần quay. Cái vỏ máy thì cái phần bảo vệ bên ngoài thì nó là mình cũng không cần phải chi tiết làm gì lắm ha. Chỉ cần phần nắm hai cái nội dung chính, phần tĩnh và phần quay, stator và rotor. Rồi mình đi vào từng cái bộ phận. Bạn nào nếu mà không vẽ kịp thì mình có thể chờ video rồi mình chừa trống ra, mình chờ có video thì up lên rồi mình coi, mình ghi chép sau cũng được. Đầu tiên là vào cái phần thứ nhất là phần tĩnh, stator. Thì ở đây là hình ảnh của cái stator thì cấu tạo nó là bằng thép kỹ thuật điện. Hôm trước giống như cái máy biến áp vậy không em? Cái đối với mấy cái động cơ không bộ thì cái loại thép nó cũng bằng thép kỹ thuật điện. Và hình dạng của cái lá thép nó như thế này, là nó sẽ ghép từ nhiều lá thép lại với nhau á, thành một cái khối như thế này. Thì hình bên phải là cái lõi thép stator nguyên hoàn chỉnh ha, bên trái là hình ảnh của một cái lá thép. Mấy em tưởng tượng được nhiều lá thép này ghép lại thì nó ra cái hình cái lõi thép như bên phải. Thì các cái lá thép này nó sẽ được xẻ cái rãnh, nó là hình hình này gọi là hình vành khăn ha. Hình tròn ở giữa nó rỗng này, rồi giữa nó có các cái rãnh này, thì khi ghép lại nó tạo thành một cái khối stator như này, ở giữa nó sẽ các cái đường rãnh như này. Thì các rãnh này dùng để quấn quấn các cái dây quấn stator lên ha. Thì mấy em có thể ghi vắn tắt giùm thầy ha. Loại thép hình trụ được ghép bởi các lá thép kỹ thuật điện. Mỗi lá thép dày khoảng từ 0,3 tới 0,5 mm ha. Và nó có dập rãnh ở bên trong, các cái rãnh này ha. Thì đây là cái loại thép. Nó cũng tương tự máy biến áp ha. Máy áp loại thép nó cũng bằng thép kỹ thuật điện và ghép nhiều lá lại với nhau. Thì cái stator của động cơ không bộ nó cũng vậy ha, hình dạng nó khác thôi nhưng mà về nguyên tắc thì nó là các lá thép kỹ thuật điện. Nhắc lại, thép kỹ thuật điện là thép mà nó có pha thêm silicon á, sắt á, sắt nó pha thêm silicon, nó gọi là thép kỹ thuật điện ha. Cái tỷ lệ pha nó khoảng tầm từ 2 cho tới 5% cỡ đó, pha không có nhiều nha, pha ít thôi. Thì việc mà ghép các lá thép lại mục đích là để chống cái dòng điện Foucault trong lõi ha. Hôm trước thầy có lý giải rồi. Khi mà dòng điện nó chạy trong các cái cuộn dây quấn á, thì nó sinh ra từ trường ha. Từ trường biến thiên này nó chạy móc vòng trong lõi sắt, thì nó sẽ cảm ứng lên cái dòng điện cảm ứng ở trong lõi sắt nữa. Nếu lõi sắt này dẫn điện tốt thì các dòng điện này nó sẽ chạy lằng quằng ở trong lõi, nó sẽ làm nóng cái lõi ha.
thì người ta phải dùng nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau. Ở giữa các lá thép này nó có sơn một lớp cách điện ha, thì nó sẽ giúp là giảm cái dòng, ngăn cản cái dòng điện Foucault, cái dòng điện ở trong lõi ha. Thì đó là cái lý do mà người ta dùng thép kỹ thuật điện, người ta ghép nhiều lá lại với nhau như vậy ha. Thì tiếp theo là cái phần dây quấn. Thì đây là cái hình ảnh của các cái bộ dây quấn ở trong cái động cơ ha. Thì dây quấn nó dùng bằng dây điện từ. Dây điện từ là dây dẫn mà có cái lớp cách điện mỏng ha. Nó là dây điện, dây đồng ha, là có quấn, có một lớp cách điện mỏng. Dây nó cũng có thể là dây nhôm ha mấy em. Ngoài đồng thì nó có thể dùng bằng dây nhôm, nhưng mà thường, thông thường thì nó là dây đồng ha. Gọi là dây điện từ tại vì nó có một cái lớp cách điện rất là mỏng ha. Thì dây điện từ này nó sẽ quấn thành các cái bối dây. Cái này gọi là các bối dây này, nên thấy dây nó quấn thành những cái vòng liền nhau như thế này, nó gọi là bối dây ha. Thì các cái bối dây này nó sẽ được nhét vào trong các cái rãnh của cái loại thép stator. Thì như hình bên phải là cái dây quấn nó đã được luồn vô trong các cái rãnh của stator ha. Thì nó sẽ phân bố theo một cái sơ đồ nhất định nha, không phải là muốn nhét đâu nhét ha, nó sẽ có cái vị trí phân bố sao cho nó sinh ra được cái từ trường quay ở trong máy. Lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Thì mấy em có thể ghi vắn tắt giùm thầy dây quấn bằng dây điện từ. Dây điện từ là cái dây dẫn mà có bọc một lớp cách điện mỏng ha, và được quấn thành từng bối đặt vào trong các cái rãnh của loại thép. Đây là cái hình ảnh đó để mình dễ hình dung. Trong cái động cơ, dây quấn nó được quấn thành bối và nó nhét vào trong các cái rãnh này ha. À, mình tiếp ha. Rồi tiếp theo mình đi vào cấu tạo của cái rotor. Cái stator thì nguyên 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 cả cấu tạo stator là nó như cái hình hình bên phải này nhận đây, gồm có phần lõi sắt và phần dây quấn. Thì mình đã đi nói sơ bộ cấu tạo như vậy. Tiếp theo là mình đi vào cái rotor ha. Thì cái rotor cấu tạo nó cũng gồm có lõi thép và dây quấn tương tự như stator ha. Nhưng mà cái rotor thì hình dáng cái loại thép nó như thế này. Đây là một cái lá thép của rotor. Rotor thì nó là hình trụ và nó sẽ rãnh ở phía mặt bên ngoài của các lá thép này, ở phía rìa bên ngoài. Rồi. Rồi ở giữa thì nó có thể có đục các cái lỗ nữa để nó làm cái lỗ thông gió, làm mát của cái rotor, làm mát cái rotor. Đây là một lá thép ha. Người ta sẽ ghép nhiều lá thép lại với nhau để tạo thành cái rotor. Em đi bán tác giùm thầy ha. Gồm lá thép kỹ thuật điện dập rãnh ở mặt ngoài ghép lại nè. Đây là một lá thép và mình ghép nhiều lá lại với nhau để nó tạo thành cái rotor. Đây là hình ảnh của cái rotor hoàn chỉnh nè. Cái loại thép rotor thôi nha. Đây là hình ảnh của loại thép rotor ha. Thì nó tương tự như stator, cũng là thép kỹ thuật điện này, ghép nhiều lá lại, có dập rãnh ở mặt bên ngoài ha, mặt ngoài này để các cái rãnh này để mình quấn các cái dây quấn vào. Tiếp theo là dây quấn của rotor. Thì cái dây quấn rotor nó gồm có, nó sẽ phân làm hai loại ha, một loại gọi là rotor ngắn mạch hay còn gọi là rotor lồng sắt, và loại thứ hai gọi là rotor dây quấn. Hai loại nè. Thì mình sẽ đi vào chi tiết từng loại ha. Đầu tiên mình sẽ xét cái rotor lồng sắt trước ha, còn gọi rotor ngắn mạch. Này là hai cái tên gọi khác nhau ha. Rotor ngắn mạch gần rotor lồng sắt. Thì đây là hình ảnh của cái rotor lồng sắt này ha. Thì cái rotor này nó là phần lõi thép, thì nó là các lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau rồi. Còn phần dây quấn của nó thì dây quấn nó sẽ là các cái thanh dẫn bằng kim loại, thường nó là nhôm hoặc là đồng ha. Các thanh dẫn này nó sẽ nằm nằm lèn vào trong các cái trong bên trong cái lõi sắt ha. Đây các thanh dẫn nó nằm bên trong lõi sắt này ha. Thì hai đầu của cái lõi sắt này nó lại có hai cái vòng gọi là vòng ngắn mạch, hai cái vành gọi là vành ngắn mạch ha. Thì cái vành ngắn mạch này sẽ nối nó nối giữa các cái thanh nối các cái thanh dẫn này lại với nhau. Ở hai đầu nó nối chung các thanh dẫn lại với nhau. Thì nó gọi là rotor lồng sắt ha. Rồi thì với cái động cơ mà công suất nhỏ thì cái rotor lồng sắt
cái dây quấn rotan nó được đúc đúc nguyên khối luôn, à, đúc nguyên khối luôn, đúc vô bên trong cái đúc vô bên trong cái lõi sắt luôn ha. Em hồi giờ nếu mà tháo cái quạt ra mà rút cái cục rotor của cái quạt ra, em sẽ thấy nó là như một cái cục sắt vậy, trên nó sẽ có những cái sọc 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 màu trắng, những cái sọc này là các cái thanh dẫn bằng bằng nhôm ha, nó nối được nối vào hai cái vành ở hai đầu, hai cái đầu này là hai cái vành gọi là vành ngắn mạch. Nếu mà em tháo các cái motor ra, em sẽ thấy hầu hết các cái motor, các động cơ toàn bộ nó là loại rotor lồng sắt. Em sẽ thấy nó sẽ có những cái sọc 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 trên cái khối sắt của cái rotor, nó sẽ có những cái sọc sọc như này. Đó là những cái thanh dẫn bằng nhôm nè, và hai đầu nó sẽ được nối bằng hai cái vòng ngắn mạch. Vòng ngắn mạch này nó cũng đúc bằng nhôm ha. Rồi nó có các cái cánh, các cánh nhôm nó xoay lên như này để nó làm khi cái rotor nó quay, nó sẽ tạo cái luồng gió nó làm mát cho cái rotor. Còn cái loại mà động cơ công suất lớn á, thì cái lồng sắt nó sẽ cấu tạo bằng các cái thanh dẫn bằng đồng ha, nó sẽ luồn vào trong các cái rãnh của cái rotor nè, và hai đầu nó cũng là hai cái vòng ngắn mạch. Thì hình dạng như này mà em thấy giống cái lồng sắt ha, nó gọi là lồng sắt là vì các cái thanh dẫn đó kết nối với nhau với hai cái vành ngắn mạch hai đầu ha, nó tạo thành hình dạng nó giống như cái lồng lồng sắt, là rotor lồng sắt. Thì cái này là cái phần cái các thanh dẫn với cái vành ngắn mạch, à, không có bao gồm cái lõi sắt nha, cái hình bên hai cái hình bên trái này. Đây là cái phần lồng sắt, là cái phần thanh dẫn, à, các cái thanh dẫn và cái vành ngắn mạch ha. Còn hình bên phải là nguyên cái rotor, nó gồm có lõi sắt trong đó ha. Thì cái hình bên phải thì mình sẽ không có thấy rõ được cái dây quấn, không thấy rõ được các thanh dẫn này. Thanh dẫn này chính là các cái dây quấn của cái rotor, nhưng mà nó thay cho cái dây đồng quấn ha, thì nó là các cái thanh thanh dẫn. Mình ghi bán tác kìm thầy ha. Các động cơ công suất lớn thì thanh dẫn làm bằng đồng và đặt vào các rãnh rotor, gắn chặt vào hai vành ngắn mạch. À, các thanh dẫn này, vành ngắn mạch này. À, thì đó là cái cấu tạo của cái phần dây quấn rotor lồng sắt. À, rồi thì cái loại rotor thứ hai gọi là rotor dây quấn. Thì rotor dây quấn này thì nó sẽ dùng cái dây đồng nó quấn thành các cái cuộn dây giống như ở stator vậy. À, dây quấn nó sẽ quấn thành các cái cuộn và nó đặt lên trên các cái rãnh của rotor. Số cái hình ảnh của cái rotor này, rotor dây quấn này ha. Thì mình thấy là cái rotor này nó sẽ có cái dây đồng ha, nó quấn quấn thành các cái cuộn dây và nó đặt vào trong các cái rãnh của cái rotor này. Thì đối với rotor dây quấn á, thì nó sẽ có thêm ba cái vành trượt. Em nhìn ở đầu trục này nó có ba cái vòng bằng đồng ha, nó gọi là ba cái vành trượt ha. Vành trượt này mục đích là nó sẽ giúp nối nối một nối cái điện trở ngoài vào trong cái mạch rotor này. À, cái rotor này nó sẽ quấn thành một cái mạch kín ha, và nó nối ra ba cái vành trượt này. Ba vành trượt này nó sẽ được nối ra qua ra cái bộ điện trở phía bên ngoài. À, mục đích của các cái vành trượt này để nối tiếp xúc điện với các cái điện trở bên ngoài, mục đích dùng để khởi động cái động cơ ha. À, sau này mình sẽ nói rõ hơn. Dạ, thì cái cấu tạo rotor dây quấn. À, thì em ghi vắn tắt giùm thầy ha. Rotor dây quấn thường được nối hình sao. À, và nối ra ngoài với ba vòng ngắn mạch. À, gọi ba vòng gọi là ba vành trượt, ba vòng tiếp xúc bằng đồng gọi là vành trượt. À, này, mấy em nhìn cái hình bên phải này. Cái rotor này, bên trong này có dây quấn ha. Thì ba dây quấn nó sẽ được nối ra ba cái vành. Đây động cơ ba pha nha mấy em. Rotor dây quấn ba pha ha. Thì ba pha dây quấn nó sẽ được nối ra ba cái vành trượt này. Ba vành trượt này sẽ được nối qua bộ điện trở, à, một cái bộ biến trở để mở khởi động máy ha, khởi động động cơ. Đó, thì cái nội dung này em có thể ghi bản tắt lại ha. Dây quấn thường được nối hình sao, dây quấn rotor được nối hình sao á, nối với ba cái vành trượt, ba cái vòng đồng ở với trục rotor này. À, rồi ba chổi thang nó sẽ tùy lên ba cái vành trượt này. Chổi thang là cái cơ cấu để tiếp xúc điện vào với cái vành trượt này ha. Tại vì một cái rotor đang quay ha, mấy em nếu mà muốn nối nối dây điện vô nó thì mình không thể nào câu cọng dây trực tiếp vào cái rotor được ha. Mấy em phải qua một cái vành trượt này và cái chổi thang. À, tại vì nếu mình nối trực tiếp dây dây dẫn vô một cái rotor đang quay thì khi rotor nó quay thì cái dây mình nó sẽ bị xoắn lại, nó đứt liền ha. Thì bắt buộc nó phải có cái hệ thống
truyền điện thông qua cái hệ thống vành trượt và chỗ thang. Thì cái chỗ thang nó tùy vào trong vành trượt này, thì cái vành trượt quay thì cái chỗ thang nó vẫn tiếp xúc điện được với dây quấn ở bên trong thông qua cái vành trượt. Đó là cái cơ cấu của cái rotor dây quấn. Đây một số cái hình ảnh ha, minh họa. Đây là cái bộ dây quấn rotor ha. Thông qua cái vành trượt với chỗ thang thì nối ra bên cái mặt phía bên ngoài ha. Mặt phía ngoài này sẽ có cái điện trở, cái biến trở để khởi động động cơ. Cái phần khởi động động cơ mình sẽ nói ở cái mục phía sau ha. Một cái hình ảnh minh họa nữa. Đây là cái rotor này qua ba cái vành trượt này. Mấy em tưởng tượng ha, ba vành trượt này nó ra ba cái điện trở phía bên ngoài như thế này. Số cái hình ảnh minh họa tương tự. Thì đối với cái rotor dây quắn á, thì mấy em lưu ý giùm thầy một tí. Rotor dây quắn thì nó phải số cực của rotor khi mình quắn nó phải tương ứng với số cực stator. Số cực rotor phải tương ứng với số cực stator. Ví dụ cái stator này mình quắn nó có, ở đây mình quắn nó có tổng cộng là 6 cực ha. 6 cực là có nghĩa là ba đôi cực á. Một đôi cực là gồm có một cực Bắc, một cực Nam. Thì mình có 6 cực là ba đôi. Thì cái rotor nó cũng phải tương ứng, nó có 6 cực ha, ba đôi cực. Khi chế tạo cái động cơ rotor dây quắn thì phải lưu ý là số cực rotor nó phải bằng số cực của stator. Rồi, cái phần thứ ba là vỏ máy. Thì vỏ máy thì nó sẽ đúc bằng nhôm hoặc là bằng gang ha, và nó dùng để bảo vệ cái phần bên trong, giữ cố định cho cái loại thép bên trong. Rồi. Hai đầu của cái vỏ máy thì nó sẽ có hai cái nắp ha, nắp máy ở hai đầu. Các nắp này nó sẽ có các cái ổ bi, ổ bạc gì đó để đỡ cái trục động cơ. Cái trục động cơ nó sẽ được đỡ trên hai cái nắp máy ha. Rồi, mấy em ghi bán tắt giùm thầy ha, vỏ máy đúc bằng nhôm hoặc gang để giữ cố định loại thép. Rồi hai đầu thì có hai cái nắp máy ha. Tiếp tục nha. Thì vỏ máy thì nó cũng không có cái cấu tạo gì phức tạp ha. Nó chỉ là một cái khối đúc bằng nhôm là có thể đúc bằng gang ha. Bảo vệ phía ngoài có cái nắp, hai nắp máy. Thì thầy nói sơ bộ về cái sự so sánh giữa hai cái loại rotor lòng sắt và rotor dây quắn á. Thì cái rotor lòng sắt á, thì cái cấu tạo nó đơn giản. Mấy em thấy là nó là nguyên một, nếu mấy em tháo cái rotor của cái quạt máy ra, mấy em sẽ thấy ha, nó chỉ là một cục sắt thôi. Cái khối rotor lòng sắt nó chỉ là một như khối sắt thôi. Ở trên đó thì nó sẽ có các cái rãnh, cái thanh bằng nhôm. Rồi hai đầu nó nối tách với nhau bằng các cái vòng nhãn mạch ha. Thì cái rotor này thì nó không thể nào hư được ha. Rotor nó cũng một cục sắt như vậy thì không hư gì được hết. Dây quấn nó cũng bằng các cái thanh dẫn rất là đảm bảo, rất là bền ha, không có sợ nó hư đứt dây gì hết. Thì nó sử dụng sẽ chắc chắn ha, bền ha, rẻ, chi phí nó thấp, chế tạo nó rẻ ha. Và không có cần bảo trì bảo dưỡng gì hết, nó chạy nó không có hư được ha. Nhưng mà đối với cái loại rotor lọc sắt, rotor dây quấn á, thì cái rotor nó quấn bằng dây đồng. Quấn bằng dây điện từ. Mấy em thấy là mấy cái dây đồng thì dây điện từ để quấn động cơ thì cái dây rất là mảnh ha. Dây quấn nó mảnh. Rồi, cái cấu tạo nó lại có thêm cái vành trượt rồi chổi thang. Thì khi mà cái vành trượt với chổi thang nó khi quá trình vận hành á, vành trượt nó chổi thang nó ma sát với nhau, nó trượt lên nhau thì nó mòn, hao mòn. Rồi nó có thể sinh tia lửa điện gây dễ hư hỏng ha. Nên là cái động cơ rotor dây quấn á, thì cái nhược điểm nó là cái giá thành ở đất ha, chế tạo nó phức tạp. Tại vì phải chế tạo dây quấn trên rotor nữa ha. Rồi có vành trượt, chổi thang ha. Thì vận hành nó cũng sẽ phức tạp, tốn kém ha, chi phí bảo trì bảo dưỡng. Nhưng mà nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là cái ưu điểm trong việc mở máy và điều chỉnh tốc độ. Thì cái phần mở máy và điều chỉnh tốc độ phía sau mình sẽ nói kỹ hơn ha. Thì mấy em phân biệt giữa hai cái loại động cơ rotor lòng sắt và rotor dây quấn ha. Nhưng mà có một số cái ưu nhược điểm khác nhau. Cái lòng sắt thì nó phổ biến ha, rẻ tiền, vận hành ổn ha, nhưng mà nó sẽ có một số yếu điểm.
về cái vấn đề về khởi động, moment khởi động không ạ? Điều chỉnh tốc độ về moment khởi động nó sẽ không có bằng cái loại rotor dây quắn. Nhưng mà rotor dây quắn thì nó lại mắc tiền hơn ha, và phải tốn kém bảo trì bảo dưỡng là nó phức tạp à. Mình tiếp theo mình đi vào mục số 3 là các cái thông số định mức. Thì hôm trước cái máy ngắn mình còn có nói về cái thông số định mức rồi ạ. Thì thông số định mức là các cái đài lượng do nhà sản xuất quy định cho thiết bị để nó vận hành ở chế độ liên tục và dài hạn, lưu ý ha. Giá trị định mức là cái giá trị nhà sản xuất quy định cho thiết bị, và nếu mình sử dụng cái thiết bị ha, đúng đúng định mức của nó thì nó sẽ vận hành được liên tục và dài hạn, lưu ý ha. Giá trị định mức là giá trị mà người ta quy định để cho nó vận hành được liên tục và dài hạn ha. Rồi thì đối với cái động cơ không bộ thì nó có một số cái thông số định mức sau. Em có thể ghi vắn tắt giùm thầy cái chỗ này. Thứ nhất là công suất định mức. Thì công suất định mức của một cái động cơ không bộ nó là công suất cơ ở đầu trục của nó. Đúng nha. Đối với cái động cơ ha, mình xét cái máy điện không đồng bộ thì mình xét động cơ là chính. Thì cái động cơ không đồng bộ thì công suất định mức nó là công suất cơ ở đầu trục của động cơ. Đúng nha. V định mức là V cơ ha. Rồi đơn vị đa là kW hay là W gì đó. Rồi thứ hai là dòng điện định mức. Thì dòng điện định mức là dòng điện mà định mức cấp vào cái dây quắn stator. Dòng điện cấp vào stator ha. Dòng điện định mức. Rồi điện áp định mức là điện áp cấp vào stator. À cái zoom nó mới báo là còn khoảng 10 phút nữa hết giờ. Thì hết giờ xong thì mấy em vô lại nha. Tại vì nó out ra thì thầy sẽ tạo lại cái zoom mới mà em vô rồi. Rồi thì điện áp định mức là cái điện áp cấp vô trong cái dây quắn stator ha. Rồi cách đấu dây đối với cái động cơ người ta sẽ quy định là đấu sao hay đấu tam giác gì đó, nó sẽ có cái cách đấu dây cụ thể ha. Rồi tốc độ quay định mức là cái tốc độ của cái động cơ nó chạy khi mà mình gắn cái tải định mức vào ha, nó sẽ là tốc độ định mức của động cơ. Rồi hiệu suất định mức. Hiệu suất định mức, delta định mức. Rồi, hệ số công suất định mức, cos phi định mức. Thì những cái giá trị định mức này là những giá trị ứng với khi mình cho nó vận hành ở đúng cái điện áp định mức và kéo đúng cái tải định mức ha. Thì cái động cơ nó sẽ hoạt động. Các cái thông số này là thông số ở định mức. Định mức là thông số để cho cái động cơ nó hoạt động lâu dài ha. Ví dụ cái quạt mình định mức nó là 220V hoặc máy ở nhà ha, thì mấy em cấp đúng điện áp định mức 220 thì nó vận hành được lâu dài ha. Nhưng mà nếu mình cấp điện áp lớn hơn hoặc nhỏ hơn định mức thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động của cái động cơ. Cấp điện áp mà vượt quá định mức thì có thể nó sẽ bị quá áp, hư hỏng cuộn dây vân vân. Cấp mà dưới định mức thì có thể là cái công suất của động cơ nó sẽ không đạt được định mức ha. Nếu mình bắt nó kéo cái tải vẫn kéo cái tải đúng định mức thì nó sẽ bị quá tải. Đó là một số cái thông số định mức. Em ghi vắn tắt vô giùm thầy. Tiếp theo mình sẽ đọc một số cái nhãn của cái động cơ. Ví dụ ở đây một cái nhãn. Cái nhãn động cơ. Rồi, thì đối với cái nhãn này mình sẽ thấy nó có các cái thông số gì nhà sản xuất người ta ghi lên trên này ha. Ví dụ ở đây là ở trên là cái nhãn thì nó sẽ có tên của cái công ty chế tạo cái động cơ này ha. Rồi ở đâu ha? Rồi tên của cái động cơ không đồng bộ, ba pha, rotor ngắn mạch. Có nghĩa là cái động cơ này là động cơ ba pha, rotor lồng sắt á, rotor ngắn mạch là rotor lồng sắt á. Rồi kiểu 3K11 gì đó thì đây là cái mã hiệu của cái nhà sản xuất ha, người ta đặt cho cái động cơ đó, đúng cái tên riêng của nó vậy ha. Rồi dấu ngã ba pha có nghĩa là điện áp của động cơ này là điện áp xoay chiều ba pha ha. Điện áp xoay chiều ba pha, dấu ngã này là điện xoay chiều ha, ba pha. Rồi 50 Hz, 50 Hz là tần số định mức của động cơ ha. Tần số định mức. Rồi cấp S, cấp F này là cái cấp cách điện của động cơ ha. Cấp cách điện của động cơ. Rồi EB,
IP44, IP là cái chỉ số bảo vệ à. IP44 là cái chỉ số bảo vệ ha. À, mấy em ví dụ như mua cái điện thoại nó có IP, ví dụ như IP 68 chẳng hạn à. À, cấp chống nước chống bụi à. Thì cái IP44 này thì cái cấp nó sẽ thấp hơn tí à. Thì mấy em có thể lên mạng tra cứu cái thông tin về cái chỉ số IP ha, chỉ số mà bảo vệ, chỉ số chống nước chống bụi à. Chống tiếp xúc, chống bụi à, chống nước à. Rồi. À, 3 HP này là cái công suất định mức của động cơ ha. Công suất định mức của nó là 3 HP là 3 ngựa à. Một ngựa là nó khoảng tầm 746 W ha. Thì à, người ta có quy đổi luôn 3 HP hoặc là tương đương là 2,2 kW. Thì hai công suất này là bằng nhau nha mấy em nhân lên nữa bằng nhau á. Thì đều là công suất cơ ở trên trục động cơ nha. Công suất này là công suất cơ trên trục của cái động cơ, chứ không phải là công suất điện nó tiêu thụ đâu nha. Này là công suất cơ ha, công suất cơ mà trên cái trục của nó, trên trục động cơ ha. Rồi, eta bạn 80%. Có nghĩa là hiệu suất của cái động cơ này là 80%. Hiệu suất 80%. Rồi. Ở dưới đây, tốc độ định mức của nó là 1435 vòng trên phút. Tốc độ nó là 1435 vòng một phút ha. Rồi, cos phi bằng 0,84. Cos phi 0,84 có nghĩa là hệ số công suất ha. Cos phi là 0,84. Rồi, bên này ký hiệu tam giác xẹt sao. Vậy là động cơ này nó sẽ đấu được hai kiểu ha, đấu tam giác hoặc là đấu hình sao. Cách đấu dây nó có hai kiểu ha. Thì ứng với cách đấu dây à, thì nó sẽ có điện áp tương ứng ha. Thì ở đây tam giác xẹt sao nó ở bên phải này nó là 220 xẹt 380 V. Có nghĩa là nếu đấu tam giác thì điện áp định mức cấp cho động cơ là 220 V ha. Điện áp dây nha. Nếu đấu tam giác thì cấp điện áp dây là 220 V. À, nếu đấu hình sao thì điện áp dây cấp cho động cơ là 380 V à. Rồi tương tự dòng điện định mức ha. Thì nếu mà cách đấu tam giác thì dòng định mức nó là 8,66 A à. À, đấu hình sao thì dòng định mức nó là 5 A. Thì đó là cái cụm này là thông số định mức về cách đấu dây ha, cái cách đấu dây và cái điện áp và dòng điện định mức nói chung ngay chỗ này nha, cái góc dưới này nè, tam giác xẹt sao ha, 220 xẹt 380 V, 8,66 xẹt 5 A à, thì nó ứng với từng cách đấu dây nó sẽ có điện áp và dòng điện tương ứng à. Rồi bên dưới này thì nó có một số cái thông số nữa, ví dụ như IEC 600341 vậy đó à, thì này là cái tiêu chuẩn sản xuất của cái động cơ ha, sản xuất theo tiêu chuẩn IEC đó à. Rồi à, cái số number 200 này là cái mã hiệu gì đó của nó à, cũng không quan trọng lắm. À, 33 kg là cái khối lượng của cái động cơ này à, động cơ này nặng 33 kg. Thì đó là một số cái thông số định mức mà mình có thể nhìn thấy ở trên cái nhãn động cơ ha. Đây là một cái nhãn tiêu biểu à. À, mấy em có thể xem một cái nhãn tương tự ha. Đây. Thì cái nhãn này thì mấy em tự mấy em đọc thông số ha. Để cho 2 phút mấy đứa tự đọc thông số đi Một kiểu là gì thầy? ha. À, nó còn hả? Sao em? Một kiểu hay gì Cái gì? thầy? Kiểu kiểu là B Kiểu hay hả? là ba? À cái kiểu này là cái tên giống như một cái tên riêng người ta đặt cho cái động cơ vậy thôi à, để khi người ta ví dụ người ta quản lý thiết bị người ta sẽ biết à cái động cơ cái mã hiệu đó thì nó là thuộc cái trong cái danh mục của nó nằm ở cái danh mục nào, nó sẽ có nhiều cái danh mục mà thì giống như một cái tên riêng người ta đặt cho cái động cơ thôi, một cái tên riêng đặt cho động cơ thôi, chứ nói động cơ không bộ ba pha thì có rất là nhiều ha. Ví dụ nhà máy sản xuất đó nó sản xuất ra tới 100 cái loại động cơ không đồng bộ được, loại 1 kg, loại 2 kg, loại 3 kg ha. Nhiều loại thì loại 100 kW đúng không? Thì mỗi loại nó sẽ có một cái mã hiệu riêng, giống như cái tên riêng đặt để nhận biết nó vậy thôi. Rồi mấy em đọc thử cái nhãn này ha. Đọc xong khoảng 2 phút nữa thì nó hết giờ thì nó out ra thì mấy em vô lại dừng lại thì tiếp tục cái phần tiếp theo nha. Mấy em có thể chụp hình cái nhãn này lại hay là chụp hình lại cũng được ha, rồi mình đọc thử thông tin mình ghi ra thử xem. Cái nhãn vừa rồi là nhãn trước thầy đọc rồi ha, mình tự mình đọc cái nhãn này xem nữa mình nắm được thông tin gì nữa đó. Khoảng 2 phút nữa nó sẽ out cái zoom ra thì mấy em vô lại nha. Mấy em trong lúc đó thì mình cứ đọc cái nhãn này đi. Cái nội dung bài giảng thì sẽ ghi hình lại và thầy up lên YouTube rồi thầy gửi link lên trên cái Classroom mấy đứa có thể vô coi lại ha. Nếu mình quá trình ghi bài không kịp thì mình bật lại video mình coi là mình ghi lại ha. Rồi, trong lúc này mình đọc giùm thầy cái nhạc. Còn 2 phút nữa nên thầy
cảm thấy đứa nó 2 phút đọc luôn ha. Sau đó thì nào zoom thì thầy sẽ tạo lại cái zoom mới. À, thầy check thầy out cái zoom luôn, tạo cái zoom mới luôn nha. Mấy đứa vô lại nha. Rồi, thầy tiếp tục ha. Các bạn nghe vô xong. Rồi, cái nhãn này mấy em tự đọc ha. Tiếp theo một số cái công thức để mình làm bài tập thì mấy em ghi giùm thầy luôn. Mấy công thức này quan trọng nha mấy em. Đầu tiên là công thức tính công suất định mức của động cơ. Công suất định mức là động cơ tiêu thụ ha. B1 là cái công suất điện động cơ tiêu thụ nha mấy em. B1 là công suất điện ha. Thì bằng B định mức chia cho hiệu suất. B1 thì bằng B định mức chia cho hiệu suất ha. B định mức này là công suất cơ trên trục động cơ nha. Thì cái nhãn động cơ nó cho B định mức là B này nha. Rồi, cái nhãn động cơ nó sẽ cho hiệu suất ha. Hồi nãy mình coi mấy nhãn mình sẽ thấy ha. Thì mình muốn tìm được công suất điện động cơ tiêu thụ thì mình lấy B định mức chia cho hiệu suất. Nha. Rồi. Ngoài ra B điện có thể tính bằng công thức là gì? Căn 3 U định mức Y định mức cos phi. Nha. Căn 3 U Y cos phi. Là bạn công suất điện. Rồi, công thức thứ hai để tính moment của động cơ. Thì moment nó sẽ bằng B chia cho omega. B là công suất cơ ha. Omega là tốc độ gấp, tốc độ quay mà tính theo radian trên giây á. Thì người ta có thể quy đổi là thành 9,55 B chia cho n định mức. N này sẽ đo bằng đơn vị vòng trên phút nha mấy em. N này đo bằng vòng trên phút ha. B đo bằng watt ha. Mấy em ghi giùm thầy hai công thức này. À, hai công thức này là hai công thức quan trọng để tính toán các bài toán về động cơ ha. Ghi đóng khung luôn nha mấy em, ghi công thức đóng khung này. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp theo là thầy giải thích về cái sự hình thành từ trường quay. Thì lát nữa mình sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động của cái động cơ ha. Thì trước khi đi vào nguyên lý thầy sẽ nói về cái sự hình thành của từ trường quay. Thì trong cái động cơ không bộ á, để cái động cơ nó hoạt động á, thì bên trong khi mà mình cấp điện vào nó sẽ sinh ra trong cái động cơ một cái từ trường gọi là từ trường quay ha. Thì trước khi đi vào từ trường quay thì thầy sẽ nói trước về cái từ trường gọi là từ trường đập mạch. Thì từ trường đập mạch là cái từ trường trên dây quấn của một pha trên một pha của cái dây quấn của động cơ ha. Dây quấn stator đó. Stator mình đã có 3 pha ha, nhưng mà nếu chỉ xét một pha dây quấn thôi thì cái từ trường trên một pha đó nó gọi là từ trường đập mạch. Từ trường đập mạch ha. Rồi. Thì mấy em ghi bán tác này, từ trường dây quấn một pha là từ trường các phương không đổi nhưng chỉ số và độ lớn thay đổi theo thời gian. Gọi nó là từ trường đập mạch. Lát thầy sẽ chiếu cái hình động cho mình nhìn cho nó dễ hiểu ha. Thì ở trên cái hình này nè, em ghi bán tắt giùm thầy cái nội dung ở trên chứ. Từ trường một pha là từ trường có phương không đổi
nhưng mà trị số và độ lớn thay đổi. Thì đây, đây là cái cuộn dây một pha, dây quấn một pha. Thì cái dây quấn một pha này nó sẽ quấn, nó sẽ tạo thành hai cực từ này, Bắc Nam. Mấy em nhìn thấy N và S là hai cực từ ha, Bắc và Nam ha, Bắc Nam. Thì hai cuộn dây này khi mình cấp dòng điện vào thì nó sinh ra cái từ trường theo cái phương này, phương Bắc Nam này ha. Và từ trường này nó sẽ biến thiên trên một cái phương này thôi, thay đổi trên một cái phương này thôi, nó không có dịch chuyển sang hướng khác ha. Rồi, nó gọi là từ trường đập mạch. Nè, thì thầy sẽ chiếu cái hình động để mình nhìn thấy cái từ trường đập mạch nó hoạt động như thế nào. Đây mình sẽ có cái video để mình nhìn thấy nó để dễ. Single phase current passing through a coil will produce a flux. Đây gọi là từ trường đập mạch ha. Em nhìn thấy từ trường ở trên một cái pha dây quấn ha. Đây, đây là một cái pha của dây quấn stator. Vì em thấy là từ trường đó nó hình thành, nó biến thiên theo một cái phương nhất thôi. Theo một cái phương của cái cuộn dây này. Bắc Nam nó đảo, nó đảo chiều liên tục ha. Thì đây cái hình bên phải là cái vector từ trường ha, mấy em nhìn thấy nó biến thiên theo một cái phương thôi. Khoảng một phương đó, biến thiên tăng giảm ha, đảo chiều. Thì đã gọi là từ trường đập mạch. Từ trường trên một pha dây quấn nó gọi là từ trường đập mạch ha. Rồi. Tiếp theo gọi là từ trường quay. Thì từ trường quay là nó là tổng hợp của ba cái từ trường đập mạch ba pha. Hồi nãy mình xét một pha thì từ trường nó trên một phương duy nhất thôi. Thì từ trường ba pha thì nó sẽ là tổng hợp của ba cái từ trường đập mạch một pha ha. Thì nó sẽ tạo thành cái từ trường quay. Giống như cái hình ở phía bên bên trái này, mày nhìn cái hình nó quay quay ở bên trái nè. Mấy em nhìn thấy ba cuộn dây ha. Ba cuộn dây nằm ở ba góc. Thì mỗi cuộn dây nó sẽ có một cái vector từ trường tương ứng. Mấy em nhìn trên mình, em thấy có ba cái từ trường màu vector màu xanh ha. Thì pha A là ở phía trên này đi. Ví dụ pha A phía trên thì cái vector nó thẳng đứng từ trên xuống dưới này. Nó chỉ thay đổi theo một phương trên dưới thôi ha. Tương tự, pha B nó là cái vector bên trái này ha, nó xéo qua xéo lại theo cái góc này. Và pha C cũng vậy ha. Mấy em nhìn riêng từng cái vector mấy em sẽ thấy ha, nó theo qua một phương này. Nhưng tổng hợp của ba vector này nó sẽ tạo thành từ trường quay. Rồi, thì em ghi bán tắt giùm thầy ha. Dòng điện ba pha tạo ra từ trường quay. Ba cuộn dây quấn A, X, B, I, C, Z ha. Ghi cho dòng ba pha vào ba dây quấn sẽ được từ trường quay trong lòng stator. Thì cái này là cái hình ảnh đơn giản ha. Ba cái vector của ba pha nó là từ trường đập mạch ha. Nhưng tổng hợp ba cái này lại nó sẽ ra cái vector từ trường quay. Thì em nhìn theo dõi ở đây mình sẽ dễ hình dung hơn ha. Đây, đây là cái từ trường tổng hợp ba pha ở trong một cái động cơ không bộ ha. Thì từ trường quay là cái vector từ trường nó sẽ đảo liên tục như vậy ha, nó quay đều trong không gian. Rồi. Em nhìn cái vector nhỏ ở bên trong cái cuộn dây tỏa đây ha. Nó có một cái vector màu nhỏ màu đỏ, nó đi hướng lên hướng xuống thôi, nó di chuyển theo một phương ha, lên xuống ha. Lên xuống ha. Rồi. Nhưng mà tổng hợp ba pha ha thì nó sẽ ra một cái vector nó đảo chiều liên tục như này. Đây là hình ảnh từ trường quay người ta minh họa trên trong một cái trên trong lòng của cái stator ha. Thầy sẽ chiếu cái từ trường quay minh họa tổng hợp của ba vector cho em nhìn cho nó dễ ha. Đây. Cái hình này là cái vector màu B1 màu đỏ là cái vector từ trường của cái cuộn dây số 1 ở trên này ha. Em nhìn cái vector màu đỏ thì nó chỉ hướng theo phương thẳng từ trên xuống dưới thôi. Nè, hướng thẳng từ trên xuống dưới. Tương tự, cái vector màu 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 và màu cam này, B2 này thì nó là cái vector từ trường đập mạch của cái pha số 2 này theo phương một phương này ha. Đây, phương pha 2. Và tương tự vector B3 là của cái vector B3 đây là của cái cuộn dây số 3 ha, nó theo cái phương này. Thì tổng hợp ba cái vector lại B1, B2, B3 nó tổng hợp ra cái vector B màu xanh á. B màu xanh này là cộng vector của ba cái kia ha, cộng lại theo thời gian nha. Tương ứng mỗi thời điểm ha, nó cộng ba vector này lại thì nó sẽ ra vector B. Thì cái vector B màu xanh này nó sẽ quay ha, nó là vector quay. Tại vì ba vector kia chuyển động cộng lại nó ra ba vector kia chuyển động theo một phương thôi. Nhưng tổng lại nó sẽ ra vector B là vector quay. Thì ở đây là người ta minh họa cái hình ảnh từ trường nó về một cái điểm chính giữa ha. Còn bản chất từ trường trong động cơ thì nó phân tán đều bên trong này nha. Nó phân tán đều giống như hình bên này này.
vector từ trường ở trong cái động cơ nó như hình hình này nha. À, hình này mới là đúng bản chất của nó. Còn hình này là người ta minh họa, người ta tổng vector về một điểm thôi, ở giữa. Cái điểm góc vector nó tổng hợp về giữa nên hình ảnh nó như thế này. À, thì mấy em tưởng tượng được cái từ trường ở trong cái động cơ là gọi là từ trường quay nó như thế nào ha. Thì nhờ cái từ trường quay này nó sẽ kéo cái rotor quay, đơn giản vậy thôi. À, mình cấp dòng điện 3 pha vô cái từng cái cuộn dây ha. Mỗi cuộn dây nó sẽ là một cái từ trường đập mạch, một cái từ vector từ trường đập mạch ha. Nhưng tổng 3 vector của 3 cuộn dây này sẽ nó sẽ sinh ra cái từ trường quay. À, rồi thì cái từ trường quay này nó sẽ giúp cho cái rotor nó quay đó. À, bây giờ mình sẽ đi vào cái công thức tính tốc độ từ trường. Em ghi dùm thầy cái công thức này luôn ha. N bằng 60 nhân F chia B. Công thức trên cùng này là công thức sử dụng nhiều nhất nè. Tính tốc độ quay của từ trường ha. N1 là tốc độ quay của từ trường quay nha, bằng 60 nhân F chia cho B. F là tần số ha, B là số đôi cực. Em ghi chú dùm thầy luôn. F là tần số điện, tần số dòng điện cấp vô động cơ. B gọi là số đôi cực. F là tần số ha. Và B gọi là số đôi cực. B nhỏ nha em, đừng có ghi nhầm. B lớn là nó thành giống như công suất ha. B nhỏ gọi là số đôi cực. Số đôi cực từ ha. Số đôi cực từ của data đó. Số đôi cực cho nó ngắn gọn ha. Rồi, thì công thức trên cùng là sử dụng nhiều nhất á. N1 bằng 60 nhân F chia cho B. Rồi, mình đi tiếp ha. À, để đảo chiều từ trường quay. À, thì muốn đảo chiều cái từ trường quay thì mình sẽ đổi hai trong ba như pha. À, ví dụ thứ tự pha là ABC. Mấy em muốn cho cái động cơ nó quay ngược lại thì mấy em đổi thành ACB chẳng hạn. À, thì nó sẽ quay, nó đảo chiều. À, chiều từ trường quay, mấy em ghi bán tắt này á, chiều của từ trường quay phụ thuộc vào thứ tự pha của dòng điện. Chiều từ trường quay phụ thuộc vào thứ tự pha của dòng điện ha. Nếu thay đổi hai pha cho nhau thì chiều từ trường sẽ thay đổi. Mình có 3 pha thì một pha mình giữ nguyên, mình đổi hai pha còn lại ha, thì lúc này cái chiều từ trường quay nó sẽ đổi chiều và cái động cơ nó sẽ quay ngược lại ha. À, đó là cái nói về cái từ trường quay. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nguyên lý của cái động cơ ha. Mục số 5, nguyên lý làm việc. Rồi, thì cái ở đây thầy ghi cũng khá chi tiết rồi ha. Nguyên lý làm việc là gì? À, khi mà mình cấp điện áp xoay chiều vào dây quấn stator thì trong cái ba pha nó sẽ có cái dòng điện ba pha nó chạy vào trong dây quấn stator ha. Và cái hệ thống dòng điện ba pha này nó sẽ sinh ra cái từ trường quay trong lòng stator. À, từ trường quay này sẽ có tốc độ là 60 nhân F chia B như nãy mình nói ha. Cái nguyên lý từ trường quay thì nãy thầy nói rồi, nó là tổng của ba cái từ trường đập mạch trên ba pha ha. Thì mình chỉ cần ghi vắn tắt chỗ này. Bước thứ nhất là gì? Cấp dòng điện ba pha vào dây quấn stator thì nó sinh ra cái từ trường quay, được không? Rồi. Bước nhất là cấp dòng điện ba pha vô stator thì nó sinh ra từ trường quay ha. Còn sinh ra như thế nào thì nãy có nói rồi. Rồi, thì cái từ trường quay này nó sẽ quét qua các thanh dẫn rotor. Cái rotor mình nó nằm ở bên trong lòng stator ha. Nên cái từ trường quay ở trong lòng stator nó sẽ quét qua các thanh dẫn rotor. Ban đầu rotor đang đứng yên ha, thì cái từ trường quay nó quét qua, nó cắt qua các thanh dẫn, nó sẽ sinh ra cái sức động cảm ứng ở trên rotor. À, sức điện động cảm ứng trên rotor ha. Rồi, thì cái sức động cảm ứng này nó sẽ sinh ra cái dòng điện chạy trong rotor, tại vì dây quấn rotor nó đang được nối ngắn mạch. Nếu là rotor lòng sắt ha, rotor dây quấn thì nó cũng có nối với điện trở tạo thành cái mạch kín ha. À, thì khi mà cái từ trường quay nó quét qua dây quấn rotor thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên đó. À, rồi cái dòng điện cảm ứng này chạy trong cái mạch rotor mà rotor đang nằm ở trong từ trường quay, nên cái dòng điện I2 ở trên rotor này nó sẽ chịu lực từ tác dụng. À, dòng điện mà chạy trong từ trường thì nó chịu lực từ tác dụng ha. Thì cái lực từ tác dụng lên dòng điện này nó sẽ làm
sinh ra cái moment nó kéo cái rotor quay. Đơn giản ha, nguyên lý mình nói nó cũng tương đối đơn giản thôi. Thứ nhất, cấp dòng điện 3 pha vô stator sinh ra từ trường quay. Thứ hai, dòng từ trường quay này nó quét lên trên rotor thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên rotor. Thứ ba, dòng điện cảm ứng ở trên rotor nó nằm trong từ trường của stator thì nó chịu lực từ tác dụng. Lực từ nó sẽ kéo rotor quay. Em ghi bản tắt giùm thầy cái nguyên lý này vào nha. Mình có thể ghi theo cái ý mình hiểu cũng được, không cần phải ghi đúng chính xác câu chữ trên này đâu. Nên cho ba ý ha. Thứ nhất là cấp dòng điện xoay chiều 3 pha vào stator thì nó sinh ra từ trường quay ha. Thứ hai, từ trường quay quét qua dây quấn rotor thì sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên rotor. Và thứ ba, dòng điện cảm ứng trên rotor nó nằm ở trong từ trường quay thì nó chịu lực từ tác dụng kéo rotor quay theo từ trường. Vậy thôi. Em tự mình viết lại cái nguyên lý ha. Cái này mà em không cần phải thuộc lòng chính xác câu chữ trong này đâu nha. Mình tự mình hiểu cái ý của mình rồi mình diễn đạt lại. Nó có ba ý thầy nói đó. Nên ghi bánh tách cho thầy. Có bạn nếu mà mưa lớn không nghe được thì mình chờ thầy up lại cái video lên YouTube rồi mấy em coi nha. Có nhiều bạn sẽ có những cái lý do khác nhau nữa, ví dụ như mạng chập chờn hay là gì đó, rớt mạng gì đó thì cũng không sao đâu. Nếu mà có vấn đề gì thì mình cứ coi lại video thôi nha, coi lại video được. Chỗ em mưa lớn quá rồi. Nghe không được thì cứ chờ thầy up video lại coi lại cũng được, không sao hết. Cái này là cái nguyên lý nha. Xong cái nguyên lý thì mình sẽ đi tiếp. Thế đứa ghi bán tắt giùm thầy cái nguyên lý này bạn. Ủa, cái thứ ba là cái gì không thấy thì kiểu là ủa bị khúc cái dòng thứ ba hả? Ủa sao khúc ta, thầy thấy rõ mà, coi thử trên máy em nó có bị hiện cái gì nó cho em chứ, ở đây thầy đang xem cái chỗ cái chat rồi, cái để em bật cái khác này, bật cái phim khác. Tắt cái chat đi, giờ em mở cái chat lên á, bật cái phim khác. Cái hình ảnh bên thầy là đầy đủ, đâu có bị chi gì đâu. Thì nếu mà ghi không kịp thì cứ chờ video coi lại rồi ghi bổ sung cũng được. Cái nguyên lý thì thầy nói nó có ba cái ý chính đó. Thứ nhất là cấp dòng điện 3 pha vào stator, nó sinh ra từ trường quay. Dòng 3 pha vô stator sinh ra từ trường quay ha. Ý thứ hai là từ trường quay nó sẽ quét qua dây quấn rotor, nó sinh ra dòng điện cảm ứng ở trên rotor. Và ý thứ ba là gì? Dòng điện cảm ứng rotor nó nằm trong từ trường quay thì nó chịu lực từ tác dụng. Lực từ này nó sẽ làm rotor quay theo. Vậy em từ cái ý đó mấy em tự mới diễn giải lại được, không cần thuộc lòng cái câu chữ này đâu nha. Cái này cũng là chỉ là một cách diễn đạt thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục ha. Rồi có một số cái lưu ý. Lưu ý tốc độ quay của rotor không thể bằng tốc độ quay của từ trường mà phải nhỏ hơn một ít. Như vậy nó mới có sự chuyển động tương đối của từ trường với dây quấn. Thì nó mới sinh ra được sức dòng cảm ứng E2 và dòng điện cảm ứng E2. Rồi, tại sao lại có cái lưu ý này? Thì mấy em thấy là gì? Mấy em tưởng tượng ha, khi mà cái từ trường quay nó quét lên trên cái rotor, nó sinh ra dòng điện cảm ứng ha, thì nhờ cái dòng điện cảm ứng này nó tương tác với từ trường, nó sinh ra cái moment nó kéo cái rotor quay. Bây giờ mấy em tưởng tượng nếu cái rotor nó quay bằng tốc độ từ trường, nếu rotor quay bằng tốc độ từ trường ha, thì có nghĩa là gì? Giữa rotor với từ trường quay nó không còn chuyển động tương đối nữa, đúng không? Hai cái mà quay bằng tốc độ nhau thì coi như là hai cái đó đang đứng yên với nhau rồi. Nó vật lý mình biết là chuyển động tương đối. Rồi. Thì nếu mà rotor mà quay bằng tốc độ từ trường thì mấy em tưởng tượng là không còn cái chuyển động tương đối nữa, thì cái từ trường nó không còn quét qua các thanh dẫn rotor nữa. Từ trường không còn quét qua các thanh dẫn rotor nữa. Tại vì nó hai cái coi như đang đứng yên nè, không có sự chuyển động tương đối. Thì khi mà không có sự chuyển động tương đối thì không còn cái dòng điện cảm ứng với cái sức động cảm ứng ở trên rotor nữa. Mất cái sức nhầm cảm ứng đi. Chỉ khi nào mà từ trường nó chuyển động nhanh hơn rotor ha, nó cắt qua cái thanh dẫn thì nó mới sinh ra được dòng điện cảm ứng. Còn khi mà từ trường mà bằng tốc độ rotor rồi thì nó mất cái dòng điện cảm ứng đi ha. Mà khi mất dòng điện cảm ứng đi thì cái moment quay nó cũng mất đi, là nó không còn cái tương tác điện từ giữa cái rotor với từ trường quay nữa ha. Thì nếu mà mất cái lực từ, mất cái từ trường mất cái dòng điện cảm ứng ha, mất cái lực từ đi thì
lúc này cái rotor nó sẽ bị giảm tốc độ, tại vì cái ma sát ở trên trục động cơ ha, nó sẽ làm tốc độ của rotor chậm lại. Thì khi mà tốc độ rotor chậm lại á, thì lúc này cái từ trường quay nó lại cắt qua các thanh dẫn rotor. Em tưởng tượng nữa, ban đầu rotor mà quay bằng tốc độ từ trường là mất cái, nó sẽ mất cái dòng cảm ứng ha, mất cái lực từ. Nhưng mà khi mất lực từ đi thì cái ma sát lại làm rotor quay chậm lại. Khi mà rotor quay chậm hơn từ trường thì nó lại bị từ trường cắt qua các thanh dẫn ha, thì nó lại sinh ra lại cái sức động cảm ứng ha, để nó kéo cái rotor quay tiếp. Do đó thì cái rotor không thể nào tốc độ nó quay bằng tốc độ từ trường được ha, mà nó lúc nào nó cũng sẽ chậm hơn một xíu ha, để nó có sự chuyển động tương đối giữa rotor với từ trường thì nó mới có sinh ra cái, nó sinh ra được cái lực điện từ để nó kéo cái rotor quay ha. Thì do lý do đó, tốc độ quay của rotor khác tốc độ từ trường nên người ta gọi là động cơ không đồng bộ. Thì cái này là cái lưu ý mà em cần để mình hiểu được cái nguyên lý của nó, thì mình sẽ hiểu được tại sao nó gọi là cái động cơ không đồng bộ. Tiếp tục nha. Nói chung thầy sẽ đi tương đối là nhanh tí ha. Cái nội dung thầy sẽ ghi hình lại rồi mấy em, nếu mà theo không kịp hay là ghi không kịp gì đó thì mình có thể coi lại. Tại vì học online thì mình không không thể nào duy trì cái thời gian nó giống như trên lớp được ha, không có cái tương tác được. Một số cái công thức nữa để mình làm bài tập, mấy cái này quan trọng ha. Hệ số trượt, thì hệ số trượt nó là cái tỷ số ha, nó cho thấy cái độ trượt giữa cái tốc độ n1 với n ha. Thì hệ số trượt nó sẽ bằng n1 trừ n chia n1. N1 này là tốc độ của từ trường quay nha mấy em. Hồi nãy tôi có nói rồi ha, N1 là tốc độ từ trường quay. Còn N này là tốc độ quay của rotor. Cái rotor nó sẽ quay chậm hơn từ trường một tí ha. Ví dụ N1 này nó bằng 1.500 vòng trên phút từ trường quay ha, 1.500 vòng trên phút. Thì N này nó khoảng tầm 1.450 vòng thôi, 1.400 thôi. Nó sẽ chậm hơn một tí. Thì cái hệ số trượt này nó sẽ lấy N1 trừ N chia cho N1. Nó gọi là hệ số trượt ha, không có đơn vị ha. Cái này không có đơn vị. Rồi, tiếp theo tốc độ động cơ N. Thì nó suy từ cái công thức ở phía trên này thôi nha. Mấy em chỉ cần nhớ công thức ở trên cũng được. Cái công thức ở dưới là suy ngược từ ở trên nha. Đúng không em? N thì nó sẽ bằng 1 trừ S nhân N, N1. Công thức ở dưới này suy ra từ trên. Rồi, 1 trừ S nhân N1 với N1 nó bằng 60 nhân S chia B. Công thức tính N1 60 nhân S chia B mình biết rồi. Đã ghi ở trước rồi. Thì cái công thức này là công thức biến đổi ra tương từ các công thức phía trên. Mình có thể không cần nhớ cũng được. Nhớ cái này với nhớ cái công thức N1 bằng 60 nhân S chia B là được ha. Thì hệ số trượt này là một cái hệ số quan trọng đối với cái động cơ không đồng bộ ha. Hệ số trượt mà càng lớn thì cái chênh lệch tốc độ giữa từ trường với cái tốc độ rotor nó sẽ càng lớn ha. Đối với cái động với cái máy phát đó, thì cái hệ số trượt nó nhỏ hơn không, cái động cơ không có gì. Rồi cái động cơ nha mấy em, thì cái hệ số trượt nó từ không cho tới một á, cái động cơ này hệ số trượt nó từ không cho tới một. Thường thường đối với cái động cơ hoạt động ở chế độ định mức thì cái hệ số trượt nó khoảng không phẩy khoảng không phẩy không mấy, không phẩy không một tới khoảng không phẩy không năm, nó nhỏ, tương đối là nhỏ, hệ số trượt nó tương đối là nhỏ. Tiếp theo là cái một số cái bài tập. Nói bài tập này thì chắc mấy em ghi lại rồi mấy em giải thử ha, dựa trên các công thức á, mình giải thử coi. Ví dụ bài số 1. Bài này thì chắc lên lớp thầy sẽ hướng dẫn giải ha. Bây giờ mình tự ghi đề vô giải thử. Ví dụ bài tập 1 á, cho cái động cơ không bộ 3 pha, 4 cực. Tần số 50.000. Động cơ 3 pha, 4 cực. 4 cực này là số cực ha, thì số đôi cực của nó là 2 nha mấy em. 4 cực là gồm có hai cực bắc hai cực nam trong đó, hai cực bắc hai cực nam cộng lại 4 cực ha, thì nó là hai đôi cực nha. Một đôi cực nó gồm có một bắc một nam ha, 4 cực là hai đôi á, có nghĩa là ở đây b nó bằng, b là số đôi cực, b nó bằng 2 ha. Rồi tần số 50 Hz, tốc độ định mức 1425 vòng trên phút, điện áp định mức 380 V. Cái bài tập này mấy em ghi vô và làm như này. Rồi câu a là tính vận tốc đồng bộ hay còn gọi là tốc độ từ trường quay á. Tính N1. N1 là bằng 60 nhân S chia B. Nên tự thế vô ha. 60 có rồi. F là tần số 50 Hz này. B là số đôi cực này. Mình có 4 cực là hai đôi ha. Tương đương B bằng 2. Câu B. Tính hệ số trượt.
Tần số trượt S thì bằng N1 trừ N chia N1. À, N1 mình đã tính ở câu A rồi. Thầy nói cách giải với em tự giải nha. N1 tính ở câu A rồi. À, N là 1425 này, mình có rồi. Thì mấy em sẽ tính được hệ số trượt ha. Rồi, câu C. Giả sử hệ số trượt là 0,02. Tính vận tốc. Thì mình có hệ số trượt mình tính ngược lại vận tốc thôi. Theo cái công thức là N thì bằng 1 trừ S nhân N1 ha. N1 mình có rồi, mình có hệ số trượt rồi. À, nó báo gần hết giờ rồi, thì còn 10 phút nữa hết thì mình nghỉ luôn ha. Thầy hướng dẫn mình làm một số bài tập rồi mấy em về tự làm tự giải bữa sau thầy sửa. Rồi, tính vận tốc trượt. À, vận tốc trượt có nghĩa là lấy N1 trừ N đó. À, vận tốc trượt là N1 trừ N nha mấy em. Không có chia N1 nữa. Vận tốc trượt là trên là tốc độ giữa từ trường quay với lại tốc độ của động cơ. À, thì à, đó là cái cách giải ha. Em tự về giải nha. Thế công thức thôi. Bài này đơn giản ha. À, mấy đứa nếu mà ghi chưa đề chưa kịp thì lát mình ghi làm xong cũng được. À. Bài này hoàn toàn thế công thức thôi nha mày. Hoàn toàn thế công thức thôi. Chỉ có câu câu D là hỏi vận tốc trượt thì vận tốc trượt nó bằng tốc độ N1 trừ N nha. Vận tốc trượt nó bằng N1 trừ N. Tốc trượt ha. N1 trừ cho N nó là vận tốc trượt nha. Tiếp theo. Câu số 2. Câu số 2 mấy em cũng ghi cái đề vô làm. Câu số 2 thì cũng tương tự, nó tính thêm một số cái thông số, ví dụ như tính moment ha. Câu 2 thì cho cái động cơ 3 pha, 2 cực. Rotor lồng sắt à, tam giác sao 220/88. B định mức là 10 kW. F là 50 Hz. Cos phi 0,8. À, những cái thông số này là gọi là thông số định mức á. Người ta cho ở trên cái nhãn của cái động cơ. Rồi, động cơ được đấu vào lưới điện 380V. Yêu cầu là gì? Tính dòng điện định mức. À, thì dòng điện định mức mình hồi nãy mình có cái công thức là hồi nãy với em có công thức là B1. B1 nó bằng B2 hay B định mức á. B định mức chia cho hiệu suất ha, là bằng căn 3 u y cos phi căn 3 u y cos phi. À, thì dựa trên công thức này mấy em sẽ tính được cái y ha, mấy em thế hết các thông số còn lại sẽ suy ra được y thôi. À, thì mình sẽ tính được y. Ở đây mình sẽ có B định mức rồi. B định mức đề nó cho là 10 kW ha. À, hiệu suất đề chắc là 0,9 rồi. U định mức là 380 này. Cos phi cho rồi. Cos phi là 0,8. Thì mình sẽ suy ra được y nha. À, thế công thức này sẽ suy ra được y. Câu B là tính tốc độ đồng bộ. Thì có N1 bằng 60 nhân F chia B. Thế vô ha. Câu C tính hệ số trượt. Tạo công thức rồi. Câu D tính moment. À, thì moment hồi nãy mình cũng có công thức rồi ha. Moment thì nó bằng 9,55 B chia cho N. À, nên thế công thức mà tính thôi. B định mức ha. B định mức là B cơ. Chia cho N định mức. Thế công thức này tính. Chữ N chứ không phải chữ chữ eta nha mấy em. Chữ 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 eta là chữ n dài như này là hiệu suất, còn chữ n là tốc độ, nó khác nhau ha. Thì câu câu hai này cũng tương tự, mấy em tự giải ha. Nói chung hai bài này nó tương đối là cơ bản rồi. Về nhà mới đem làm mà dùng bài hai bài này. Còn cái bài số 3, số 4. Bài số 4 này cũng tương tự ha. Từ từ bữa sau mình giải cũng được. Làm cho thầy hai bài nhé, bài 1, bài 2. Cái đề thì mấy em ghi vô ha. Các bạn nào có đặt câu hỏi gì thì hỏi ha.
À, trong lúc đó thầy sẽ điểm danh. Điểm danh để thằng nào có câu hỏi gì có thể đặt câu hỏi. À không, thầy điểm danh, thầy sẽ điểm danh ở trên cái danh sách đang online ở đây ha. Mấy đứa đặt đúng tên để thầy điểm danh thấy đúng cái tên của mình nhé. Nhiều bạn ơi, vô mà nếu không có để đúng tên thầy điểm danh là biết được. Và trong lúc đó bạn nào có câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi ha. Em có câu hỏi gì thì hỏi, còn nếu không thì mình có thể nghỉ ha. Mình học học online thì cái tốc độ đi nó hơi nhanh đó, nên là thầy sẽ lưu cái video lại rồi thầy đăng lên cho mấy. Nếu không có câu hỏi nữa thì thầy thầy kết thúc cái buổi học online đây. Admin là bạn tên gì? Tên phải biết đổi cái tên chứ, thầy thấy tên admin này đúng rồi. Admin là tên gì em? Thầy nói cái tên để thầy biết thì ghi vô đây. Đặng Thành Danh hả? Admin là Đặng Thành Danh đúng không? Sửa lại. Nó là Thái cả. Rồi, mấy em nếu mà không có thắc mắc gì thì có thể ao. Nghĩ ha. Thầy sẽ up lại cái video lên trên YouTube rồi thầy gửi lên trên Classroom.